sau đó lương duyệt ngay lập tức rời thôn từ ra mà đến sở tránh nạn châu khả nhi vừa thấy cô đã có chút ngạc nhiên cô lương sao cô lại châu khả nhi thấy bộ dạng ngại ngùng bối rối của lương duyệt nên cười khúc khích nói tôi bảo hân hân và khả nhiên nói chuyện với cô vậy ba người là cô trò có tâm sự gì cũng dễ nói ra lương duyệt ngại ngùng đáp được cảm ơn cô sau đó lương duyệt vào trong nói chuyện với khả nhiên và hân hân lục khả nhiên nói trước cuộc sống bọn em gần đây rất tốt chương dịch đại ca rất tốt Bình thường đến cả việc nhà cũng không để chúng em làm. Lục Khả Nhiên vô tư chia sẻ cảm xúc của mình, hơn nữa anh ấy còn cho em một phòng làm việc riêng, để em có thể phát huy sở thích của mình. Nói thật em thấy đoạn thời gian ở đây còn vui vẻ hơn lúc ở trường, Lương Duyệt thầm nghĩ, anh ta đấy là nhìn chúng tài năng cơ giới của em, cô bé ngốc, nhưng mà cô chọn không nói ra, cô bé tổn thương thì lại khổ. Dương Hân Hân tiếp lời, sau khi bọn em đến đây sống, cuộc sống có thể là đã rất yên ổn. Cô Lương, cô cũng muốn qua đây mà đúng không? lương duyệt nghiêm túc trả lời hân hân cô quả thật là nên rời đi trương dịch nói đúng cô cứ bảo vệ những đứa trẻ đó thì chỉ nuôi chiều cho họ thành tính ỉ lại dương hân hân hỏi dò nhưng từ trong tận đáy lòng của cô lương mà nói chẳng lẽ cô không muốn chuyển đến đây sống sao lương duyệt bắt đầu ngập ngừng chuyện này hân hân nắm lấy tay lương duyệt rồi động viên không sao cả cô lương mỗi người đều có quyền theo đuổi hạnh phúc điều cô làm là đúng lương duyệt cũng vì lời này mà cảm động đến chảy cả nước mắt nói không nên lời Cô, Hân Hân, chúng ta. Cả ba cô trò xúc động ôm chầm lấy nhau, Hân Hân không quên nói lời an ủi, cô đã làm rất tốt rồi, bây giờ bất luận cô lựa chọn thế nào, chúng em đều sẽ ủng hộ cô. Lương Duyệt lau giọt nước mắt cuối cùng trên má mình, cô đã quyết tâm rồi. Một lát sau, sau khi đã quyết tâm xong thì Lương Duyệt nói, chút nữa Trương Dịch trở về, mong các em có thể nói chuyện này với anh ta giúp cô. Lục Khả Nhiên đáp, đương nhiên rồi. Lục Khả Nhiên vui vẻ nói, yên tâm đi cô lương dựa vào bản lĩnh lợi hại đó của cô trương dịch đại ca sẽ không từ chối cô gia nhập đâu dương hân hân lại ngay lập tức phản bác cậu đấy đừng có mà ăn nói linh tinh hân hân nói lỡ như bây giờ cô ôn đồng nhiều việc đến lúc anh trương dịch trở về lại có suy nghĩ khác thì chẳng phải sẽ khiến cô lương thất vọng sao lục khả nhiên vì vậy mà gieo lên nói cũng có lý dương hân hân lại nói tiếp cô lương anh trương dịch đúng là rất tốt nhưng anh ấy là người rất có nguyên tắc lương duyệt nghe xong liền lập tức ngơ mặt ra Hân Hân nghiêm túc nói, đối với mỗi thành viên gia nhập vào sở tránh nạn, anh ấy đều sẽ có yêu cầu rất hà khắc. Cô căn dặn Lương Duyệt, nếu như cô muốn gia nhập vào chúng em thì phải chuẩn bị tâm lý, ít nhất cô phải chấp nhận được một điều là phục tùng mệnh lệnh của anh ấy. Lương Duyệt nuốt nước bọt hỏi, anh ta thường sẽ đưa ra những yêu cầu gì? Lương Duyệt vừa nhấp ngụm trà trong tay vừa đỏ mặt nghĩ bậy bạ, tuy không hiểu lắm nhưng rõ ràng có thể thấy được quan hệ của anh ta với Châu Khả Nhi và Dương Mật. Trong nhà này ngoài anh ta ra thì bốn người còn lại đều là phụ nữ, vậy sau khi mình đến sở tránh nạn chẳng phải sẽ là lương duyệt nghĩ đến đỏ bừng cả mặt lấy hai tay che lại luôn sau đó sẽ xảy ra chuyện gì mình cũng xấu hổ không muốn nghĩ tiếp nữa dương hân hân bên cạnh muốn cạn lời luôn đúng là trí tưởng tượng của phụ nữ phong phú thật